Việc mà Vinlink tạm hoãn thì sông Lam Nghệ An liệu có kế hoạch gì để mà chuẩn bị cho lực lượng để có thể đá lại bất cứ lúc nào? Với Hoàng thì Hoàng nghĩ về chuyển phòng dịch và dịch bệnh thì chúng cả toàn cầu và nước nào mà có tổ chức bóng đá chuyên nghiệp ấy, thì đều bị cái cản trở về công tác dịch thì nó liên tục đấy. Thì qua cái phong cảnh của dịch của chính phủ và đảng và nhà nước đấy thì Hoàng thấy là hiện tại dừng lại cái lúc là hợp lý vì cái này nó giữ cho cộng đồng. Còn cái lịch kế hoạch thay đổi thì làm nghề huấn luyện viên thì Hoàng nghĩ mình cũng phải theo với dịch bệnh thôi. Lúc nào đã được thì mình lại phải có cái kế hoạch để tập luyện có cầu thủ có điểm rơi tốt nhất, đó là công tác huấn luyện của Hoàng nghĩ. Có thể là việc nghỉ dịch Covid dài ngày thì cũng là một cơ hội để sông Lam Nghệ An bổ sung tăng cường lực lượng, đặc biệt là có thêm cầu thủ trẻ để mình thử nghiệm. Thì Hoàng có thể nói về vấn đề này như thế nào? Hoàng nghĩ thì cái vấn đề này thì đội nào cũng thế. Cái thời gian nghỉ này thì là cái thời gian để cho các đội ổn định lại lực lượng, tìm ra những cái vị trí tốt nhất cho đội hình sắp tới thi đấu quay lại. Và về sông Lam ấy, thì hiện tại đội bóng thì thiếu Văn Hoàng và chắc là tối nay cầu thủ Văn Hoàng sẽ bay ngoài Hà Nội vào. Hà Nội thì sau cách ly 7 ngày nha thì Văn Hoàng, Văn Đức. Đấy, thì các bạn thấy thì hôm nay đã có Văn Đức tập. Văn Hoàng thì ngày bay vào sẽ tập cùng đội. Và trong đấy chúng tôi đang thử việc bán ngoài tính. Nếu như V-League tiếp tục có trở lại đá thì với đội hình như thế này ông đã yên tâm chưa? Và đã có thể có cái chiến thuật gì để cho kết hợp những cái cầu thủ này thành một cái đội hình nhuận nhuyễn để đem đến kết quả tốt nhất? Cũng như cái chiến thuật tốt nhất là cái chiến thuật tinh thần. Đội bóng nào muốn có tinh thần, muốn có sự đoàn kết thì đấy mới là gọi là chiến thuật nữa. Về tôi thì chiến thuật tốt nhất hiện tại của đội bóng sông Lam là tinh thần và cái sự gắn kết nhất của đội để làm chung lên một mục đích thì cái đấy là cái chiến thuật tinh thần. Và cái tinh thần đi từ ban huấn luyện cho đến lãnh đạo công ty lại thổi vào cho cán bộ thủ, đó là cái điểm quan trọng nhất của đội.